chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền đất nhà. Kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng, hồn chung ấn tâm bồ duyên phước, pháp thi giống lành sáng phép dung. Chào mừng quý vị đến với buổi live stream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Dành cho nam nữ con lành, con nào đọt đặng quê thân bước vào, con vào có mẹ bạn đào, mẹ chờ con đến rước vào thượng ban. Đôi bên tiên nữ hai hàng, cầm ước phượng phất cung vàng múa ca. Hai son mẹ giữ phòng ngà, cắm hồng mẹ để màng qua bao ngày. Cung ước tiên nữ chuốt ngài, tiêu thiều nhạc trói đương đài xê sang. Mừng con đạo lý quy hoàng, mừng ngày con đã thoát nàng hạ quân. Lời than của mẹ như đàn, lúc hoang lúc nhặt là cơn thảm sầu. Đàn kêu rải khắp nam lầu, đàn kêu con chịu một bầu quê hương. Đàn kêu lắm nỗi đoạn trường, đàn kêu lá rụng đầy đường thiết tha. Đàn kêu nhỏ lụy chan hòa, đàn kêu khắp chốn gần xa tu hiền. Đàn kêu lắm nỗi ưu phiền, đàn kêu mà lụy mình nghiêng cung đào. Đàn kêu sự liêu sang vào, đàn kêu qua nở tại sao hoa tàn. Đàn kêu ai mở hoa tràn, đàn kêu ai chẳng lên hoàng đành thi. Đàn kêu những hạng tu trì, đàn kêu thức tâm vào thế cho rồi. Đàn kêu nghe đến bội hồi, đàn kêu con mẹ dậy thôi hai hàng. Đàn kêu khắp chốn trần hoàng, đàn kêu khắp chốn trần hoàng. Đàn kêu con nở phụ phàng mẹ xưa, đàn kêu nước mắt như mưa,
kiêu mà lụy tuôn dòng nhớ con. Đàn kiêu lụy mẹ tràn trề, đàn kiêu con ở mẹ về đằng sau. Đàn kiêu lê thứ sáu rào, đàn kiêu cho mẹ lòng đau khắp trần. Đàn kiêu khắp chốn xa gần, đàn kiêu nam nữ nên cần chữ tu. Đàn kiêu trong lúc sương mù, đàn kiêu dệt mảnh sương thô sáng ngời. Đàn kiêu mẹ đất cha trời, đàn kiêu mẹ nhớ con thời ra đi. Đàn kiêu mẹ mở hoa kỳ, đàn kiêu nam nữ ráng đi ra về. Đàn kiêu lụy mẹ tràn trề, đàn kiêu con mãi mẩn mê hồng trần. Đàn kiêu còn có một lần, đàn kiêu nhân thiện lập thân cho rồi. Đàn kiêu mà mẹ bội hồi, đàn kiêu mà mẹ dầm trôi lụy sầu. Sợ con trễ hỏi luôn lầu, cho nên giả mẹ đài châu lo lường. Lo con lạc nếu lầm đường, sợ con chậm bước một trường khó đi. Cho nên mẹ có nghĩ gì, dẫu đời chê nhạo dễ khi đâu màn. Nữ nam con gượng lên toàn, mẹ đem quyền diệu sử an ma tàn. Con ơi tiên cầm lạ nhà, đây là biển khổ phù quá quên tàn. Phù vô thay ánh trăng vàng, buông thân nhào lộn quên tràn long qua. Con ơi nam nữ gần xa, ráng nghe theo mẹ kỳ ba mấy lời. Dầu cho biển đổi nôn dời, mấy lời mẹ dặn con thời sai. Dặn con mẹ nhớ hẳn ngày, trong giờ đến đây hỏi gái trai con về. Trong con lệ mẹ tràn trề, nhớ con mà lụy dặm về hỡi con. Hành mau cho đạo lý tròn, con thuyền giải thoát mẹ còn đợi trong. Mang tiếng lệ mẹ lưng nghi trọng, cung vàng nhớ trẻ bế bồng trân châu. Qua thương mới mở đạo màu, không đành mắt nghi lấp tai hầu làm ngơ. Thương con đứa dạy đứa cờ, mẹ đâu đành giả lãng.
sáng lo tìm đạo đi màu, làm điền cho trẻ có hồng sáng sống. Sáng sống rồi trẻ yên lòng, lên đường tiên đạo đặng học giữ tin. Ngày nay con đến nhiệm kỳ, mẹ ngồi mẹ đợi con thi thế nào. Đến trường nam nữ bước vào, đức tài hai trẻ cùng nhau thi liền. Thi vàng thi bạc đổ liền đâu con, lời than của mẹ thì bằng tài đức thì con đạt thành. Thương con mẹ tha thiện lầm, trưa chiều mới sớm thiền tâm dài bài. Sợ con lỡ hội liên đài, mẹ hiền không nể sớm mai trưa chiều. Trần mê nam nữ dập dìu, đua theo hương sắc quên điều đạo nhân. Cho nam tiên Phật nuốt thần, thương người lương thiện đời chân xuống trần. Mở khai đạo lý xa gần, nhắn cho nhân thiện dưới trần sửa sang. Đừng quên địa vị cung vàng, nhớ rằng quân hạ là tràng thế lương. Cho nên mẹ mới đem đường nhắc cho con trẻ nào thương trở về. Quê con thăm thả ngàn bề, còn đây biển khổ sống mê muôn đời. Xin con mẹ nói nghe lời, ra về cho khỏi cái đời sầu đau. Làm sao lì mẹ khỏi trao, con làm cho mẹ màng cao vui lòng. Cùng tuyên mẹ nhỏ lì hồng, ra vào nhớ trẻ mà lòng nát tan. Nữ nam còn ở quên tàn, làm ơn thương mẹ sửa sang đăng trần. Ai thương bằng mẹ con mình, con làm này phụ nghĩa thâm tình mẫu nghi. Ngày nào con trẻ ra đi, gian nan phải chịu xích bi thảm sầu. Ngày nay mẹ mở đạo màu, tá con thuyền đạo đành hầu rước con. Cần chuyên đạo lý cho tròn, đức tài tròn đổ lầu xóm con vào. Kỳ này nam nữ đầu cao, mẹ mừng mẹ cùng nhau tao phùng. Đạo hiền một chí thiền chung, nữ nam một dạ chung cùng bước lên. Mẹ còn ngồi đợi kề bên, chờ con một dạ dân lên cung đình. Con ơi con nở phù
tình mẹ mở tiệc trinh đợi chờ. Chờ con mắt mẹ đã mở, sướng khoai mai tóc con khờ có hay. Kêu con khóc nể đêm ngày, nhớ con không nghĩ cần ai mà bàn. Kêu con mà lụy chan hòa, nhắc con dòng lệ tràn xa cầm hồng. Nhớ khi con ở cung phòng, thương vợ mua hát hàng rồng vào ra. Mẹ nhìn gấp nhiều chương tò, máu vàng đai ngọc lễ hòa khó ngưng. Cho nên mẹ mới bắt chừng, qua thương qua nhớ khó ngưng giọt sầu. Mở ra một mối đạo màu, tìm con trở lại mẹ hầu nhũ uyên. Mặt đời cho mẹ khùng điên, vì thương con dạy giữa nghiêng khắp trần. Mẹ than hồi có một lần, con nào thương mẹ ráng cần định sai. Giờ này tới buổi chia tay, dạ con ở lại thiên tai mẹ về. Mẹ về lòng dạ ngậm ngùi, trong con trở lại cung diêu mẹ mừng. Dạ quý nhân xin chào quý nam nữ Phật tử, quý vị mạnh thường quân, quý ân nhân của đạo tràng chùa Bình Duyên. Chúng ta đang nghe kinh trực tiếp từ đạo tràng chùa Bình Duyên, Huệ Nhận, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Nhằm ngày 16 tháng 10 năm 2022, Huệ Nhận phát tâm tụng bộ kinh Viên Đời Tu Niệm để trân trọng kính mời và thông báo đến quý Phật tử chuyến đi từ thiện của đạo tràng chùa Minh Viên kết hợp hội chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ vào ngày 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, tức là sau đại lễ 18 tháng 10 một tuần. Chúng ta sẽ có chuyến từ thiện từ đạo tràng chùa Minh Viên đến huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Huệ Nhận kính mời quý Phật tử dính thời gian tháp tùng cùng đoàn đi, và dự kiến đoàn đến đó trao tặng 500 phần quà cho bà con dân tộc của huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Rất mong sự phát tâm của quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý mạnh thường quân, quý ân nhân của đạo tràng chùa Minh Viên và những người yêu thích Minh Viên, Huệ Nhận qua bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm. Mọi sự đóng góp xin mời quý vị liên lạc về chùa Minh Viên, Huệ Nhận. Xin cảm ơn quý Phật tử và rất mong quý vị sắp xếp thời gian để tham dự. Bụi mạc pháp quân ba chuyên cho, lập công thành bao đức mẹ cha. Lập công bồi đức để dành, chờ ngày đại hội về dân.
tình với mẹ đặng biệt con trẻ. Nghe dân lời mẹ dạy ngày nay của đêm bố thí cho người, giúp mình tạo phước đắp bồi mai sau. Kiều nam nữ khắp cùng ba tâm, cùng chị em quân đệ một nhà. Minh duyên huệ nhân là thiền, nguyện chèo nguyện trong đưa người sáng sống. Đoàn từ thiên về miền cứ rút, tình đất nông hẻo lánh xa xôi. Về đây với tất lòng thành, mừng trong ba tấm để quên lâu ngày. Quả ý nghĩa niềm tin trao đó, cho người trần hiểu thấu đạo thiên. Thiên liên con mẹ tại tiền, biết tu biết sửa học đòi đạo cao. Đạo của mẹ cơ màu mẹ tạo, cho con hiền bồi đắp tương lai. Thiên kiêu nam nữ gái trai, cùng là anh chị chú cô tỏ cùng. Chúng tay góp phước để dành, ngày sau đặng hưởng phước dành hôm nay. Gieo duyên lành mười phương tam bảo, giúp kẻ nghèo gian khó vượt qua. Ấy là vinh lành mẹ già tạo thành công đức ngày mai nương nhờ. Ôi nắng ruột gì thương con dài, mẹ khuyên con nhẫn nại cho rồi. Vì đời lòng lửa cao dội thiết tâm, nhớ con lì đổ buông dầm. Diêu cùng dặn đi bóng âm thầm buồn than, nhắc đến dầm trang lễ ưa. Nhớ con rồi mẹ trang chứa lệ sầu. Diêu con quay ngó quải đầu, con cho khỏi tham sầu kỳ ba. Nhớ ngày lý đỏ chén quà, con ơi con thời sao mà dội quên. Mẹ già mỏi đợi kề bên, mẹ chờ tinh ngộ rước lên. Con ơi thiên cảnh là nhà, con đành để mẹ kỳ ba trong chờ. Mau mau cất bước kịp giờ, quay đầu gọi mẹ đợi chờ con thơ. Cứ tham đắm cảnh miền nguyên cho tham chi cái cành hồng trần, có chi bệnh chặt, có gì bệnh lâu.
chữ công danh lộc lừa giả tạm, chữ thật tiền che lấp tâm con, quyền cao chức tước làm gì có nào bền chặt theo con suốt đời. Chữ đạo pháp dung bồi con hơi thì mai này mới được sáng danh. Làm sao cho khỏe tâm thân, làm sao con mẹ tương phùng mới vui. Chớ đừng cách biệt đối phương yên nam nhạc bắt mẹ con hai được. Mẹ thì ở chốn yêu cung, con thời phải chịu đỏ xa ngục hình. Nát lòng của mẹ thâm tình, con ơi nghe mẹ quay về nghe con. Lòng qua mẹ mở trường thi, con nào hổ chi dự thi hội này. Nhớ con thao thức đài mây, muốn sao dạy lầu tay con về. Sao con chưa ngán cuộc đời, con đành để mẹ phương trời đợi trong. Đợi trong mà giả heo mong, trong con của mẹ sớm hôm quay đầu. Quay đầu gọi mẹ ơi, tức thời có mẹ kề bên dắt liền. Dắt con thẳng bước thẳng đường, con đi cho kịp hội thi nguyên kỳ. Đường tu con chớ bơ thờ, đường tu thoát khỏi mê mờ nghe con. Muốn gần mẹ chịu hao mòn, muốn thoát đời con phải dục thất tình. Lưới trời cao rộng tinh thâm, trong con mạng nguyện ngọc kính con về. Cung vàng cảnh quê nhà hạ, con sống chi đời quên hạ mà hát. Phan Văn An, kính này nằm ở trong lòng, vui thời mới đọc mấy câu nghe cùng. Thiên thư vô tự là kinh, nghĩ sao đọc vậy cho người cùng nghe. Kiếm tìm khắp chốn ta bà, đủ duyên huynh đệ tương phùng hôm nay. Nghe kinh chi quyết tu hiền, nghe kinh cho thỏa lợi quyền năm xưa. Kinh này chẳng có đầu đuôi, nghĩ sao đọc vậy cho người cùng nghe. Đủ duyên thương bạn tu hành, vô duyên đặng nghe chân kinh này. Cung vàng cảnh quê nhà ngã, con sống chỉ đời quên ngã mà ham. Khổ đau sầu cũng phải
kỳ tam hạ thế, thì bà kim khải nhẹ mẹ nguyên đời, thương con mẹ mới cạn lời, vì nay mẹ đã sắp bài biến thiên. Thế hội mẹ đã lửa tiền, lửa con hiền dẫn về kiên tiên đài. Nhớ con lệ nhỏ tuôn dài, cho nên mẹ mới hoành khai môi đào, lửa đặng trai hiền khai thào. Sao con đặt tâm tuổi đạo mẹ hiền, nhớ con tốt ba lễ bạch nghiêng, thương con trên chốn mà tí đau lòng. Nhớ là nhớ cảnh lòng hoa đông, thương là thương kẻ khó trong quay về. Cho nên mẹ mới giữa kề ngày khuyên đêm nhổ con về, mẹ vui nhận con và mẹ ngậm ngùi, đặt đêm giấc ngọc chôn vùi biển khơi. Thương con mẹ lửa con thời, lửa xong rồi mẹ lắm đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi, con đặt để mẹ mẹ ngồi chờ ai. Đêm căng vắng một bệnh thọ thẻ, khe màn lo dịch xuống dương gian. Con ơi đã ngủ chưa con, hay còn cặp đi giấc năm căn mơ màng. Đêm dài giấc điệp cho an, con còn suy nghĩ muốn lúc chuyện đời. Con ơi giấc điệp an chưa, hay là cứ mãi đông đưa giới đời. Con ơi di tích dậy thời, biết rằng cõi tạp có nào bệnh lâu. Chỉ lòng theo mẹ đại sách, để cho mẹ tính mà tránh con về. Con ơi con hỡi con hỡi, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Ngày nào giữ hỏi đông phương, ráng đi mẹ rước đài chương con vào. Trầm hương phương phất ngọt ngào, con vào mẹ thượng hồng đào cho con. Qua thương mẹ mới chịu loạn, lo cho con kẻ lầu xót thanh nhàn. Cực lòng mẹ chẳng buồn than, biết con mẹ đặng lên hòn là thôi. Ngày đêm con ráng trao dồi, chữ tu của mẹ là ngôi thiên đàng. Thương con đổ lì đôi hàng, cho nên mẹ mở kim hoàn kỳ ba. Diêu cúc lì đổ chén quà, con ơi nhớ mẹ dậy thời không con.
xa con dạy thờ. Tu hành con mãi u ơ, ngày nào con đặng kịp giờ thành công. Con đặng để mẹ gắn đi công, con đặng để mẹ lý hồng đổ uống. Ngày nay mẹ quá đổi buồn, buồn cho con mẹ luôn còn mặn mê. Buồn là thấy cảnh thảm thế, ráng tu mẹ rước con về nghe con. Ngày mai mẹ đã lo tròn, dạ con ở lại lòng son mẹ về. Dạ chào quý nam nữ Phật tử, quý vị mạnh thường quân, quý ân nhân. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Dần âm lịch, nhằm ngày Chủ nhật 16 tháng 10 năm 2022. Quý vị đang xem trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc và an yên trong cuộc sống. Nên với Đạo Phật, dạ chúng ta tạm ngưng livestream ở đây ạ. Mô Phật.